Thapa Ponaga Nha Trang là di sản văn hóa Champa lớn nhất Việt Nam. Thapa Ponaga là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Nha Trang. Thapa Ponaga Nha Trang thì có tên khác gọi là khá là dài và nó có ý nghĩa là giống cái. Đây là ngôi đền Champa nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 10 đến 12 mét so với mực nước biển ở cửa sông Cái ở Nha Trang. Tên gọi tháp Ponaga thì được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc này, nhưng mà thực ra thì nó là tên của một ngọn tháp lớn nhất cao khoảng 23 mét. Ngôi đền này thì được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu, tức là Ấn Độ giáo đang cường thịnh, khi mà Champa trong giai đoạn có tên là Hoàn Vương Quốc. Vì thế tượng nữ thần có hình dạng của Uma, vợ của thần Shiva. Tháp Ponaga Nha Trang thì là quần thể kiến trúc Champa lớn nhất Việt Nam hiện nay, nhưng mà do trải qua biến động của lịch sử và thời gian, hiện nay tháp Bà chỉ còn lại 5 công trình kiến trúc tập trung ở Mandapa và đền tháp ở trên. Khi tới đây thì điểm nhấn đầu tiên mà mình thấy đó là một cảm giác vô cùng thoải mái, như lạc vào một thế giới tự nhiên. Tuy là cái không gian ở đây thì không quá lớn lắm, nhưng mà khu tháp thì được xây dựng trên cao nên là gió thổi rất là mát và cảnh trời biển xanh ngát ngay trước mặt rất là khoáng đãng. Với mức giá vé thì chỉ 10.000 đối với dân ngoại tỉnh và free đối với dân địa phương, tức là dân có hộ khẩu Khánh Hòa, thì những dịp cuối tuần hoặc là những lúc cần một nơi tĩnh lặng hoặc khoáng đãng mà không bị nắng chói chang ở ngoài biển để thư giãn thì đây cũng là một nơi vô cùng lý tưởng tại Nha Trang đấy. Ở đây có những các tiết mục biểu diễn, các điệu múa cổ truyền của người Chăm từ các cô gái rất là xinh đẹp. Mọi người xem thì có thể ủng hộ bằng cách bỏ tiền tùy tâm vào các lô được đặt ở trước chỗ biểu diễn. Ở đây cũng bán rất là nhiều các sản phẩm kỷ niệm bằng vải như là các con vật, túi đeo, khăn, choàng hay là nón. Ở cái khu đằng sau thì có một nhà lưu niệm với các bức ảnh lưu lại các lễ hội lớn, các trang phục truyền thống của các nhân vật lịch sử gắn liền với khu đền. Chúng ta có thể vào tham quan, đọc và tìm hiểu thêm về lịch sử của khu di tích này. Ngay ở bên cạnh khu tháp là có một khu gửi xe chạy thẳng vào ở ngoài bên tay phải khu tháp gì đó. Thì có một khu gửi xe và dọc các khu gửi xe này thì cũng có rất là nhiều cửa hàng hả? Cũng không hẳn là cửa hàng nhưng mà các sạp bán các đồ về đồ len, rồi khăn choàng, mũ nón, các quần áo đơn giản, quần áo tắm biển, rồi nón dệt đó, vải lụa các kiểu rất là nhiều, và các chị bán hàng ở đây cũng rất là nhiệt tình. Gửi xe thì đâu đó tầm 5.000 một chiếc hay gì đó, mình cũng không nhớ rõ lắm nữa, thì cũng tầm giá vừa phải.